Thank you.
Vâng, xin cảm ơn đại biểu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, thưa toàn thể lễ hội, như thường lệ khi Tết đến xuân về, đến nhạc nhạc lên, cứ vào ngày 13, 14, 15 hàng năm, toàn thể nhân dân làng Văn Phong đã hân hoan chào đón lễ hội truyền thống Đình Làng. Hội Đình Làng đã ghi dấu bao kiểu kỷ niệm, buồn vui, những cảm xúc tốt đẹp về sự gắn bó, về tinh thần đoàn kết, sự hợp tác, hợp lực của lãnh đạo Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong thôn. Đây thực sự là một lễ hội văn hóa đặc trưng đang được lưu truyền bảo tồn của toàn lãnh thổ Việt Nam. Qua lễ hội để tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ nhân dân về tinh thần yêu nước truyền thống tốt đẹp, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta. Được sự thống nhất của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, hôm nay ban tổ chức lễ hội các di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố xã Đồng Lái long trọng tổ chức lễ hội truyền thống Đình Làng Văn Phong. Tới dự lễ hội hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đại biểu. Có sự hiện diện của ông Lê Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Lái. Ông Bùi Văn Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Ông Vũ Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lễ hội. Cùng các đại biểu trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Lái, các ngành, các đoàn thể xã Đồng Lái, đại biểu đại diện cho các xã nông nghiệp để phục vụ Đồng Lái, các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, đại diện các đại biểu cấp ủy, ban lãnh đạo, ban quản lý làng văn hóa, ban nhân viên các đình làng Núi Kha, Hoàng Mai, Kiến Phong, Bạch Mai, Tê Chữ, cùng toàn thể nhân dân làng văn hóa Văn Phong và quý khách thập phương. Đến giờ này, các đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã về dự đông đủ. Đề nghị của lễ ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa đoàn chủ lễ, thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin được thông qua chương trình lễ hội sáng ngày hôm nay với những nội dung tiếp theo: một là diễn văn khai mạc lễ hội và lễ dâng hương. Tiếp theo chương trình, xin trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Xuân Trường, trưởng ban tổ chức lễ hội lên khai mạc lễ hội truyền thống Đình Làng Văn Phong. Xin trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu và dự lễ lễ hội của Đình Làng Văn Phong hôm nay thì còn có các cụ, các bà đại diện, các ban quản lý di tích Trần Văn Phú về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, được sự nhất trí của Phòng Văn hóa Thông tin huyện, Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Thái, sự thống nhất của cấp ủy, ban lãnh đạo, ban quản lý xây dựng làng văn hóa Văn Phong, hôm nay ban quản lý di tích xã Đồng Thái, làng văn hóa Văn Phong long trọng tổ chức lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố Đình Văn Phong. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao của các bậc thành hoàng hải đã có công với nước, với dân, đồng thời duy trì nét văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc sức khỏe tới các vị đại biểu quý cùng toàn thể nhân dân về dự lễ hội. Chúc lễ hội thành công tươi đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, chẳng biết từ bao giờ ngôi đình làng vào tâm thức của người dân Việt Nam như một hình ảnh gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân, gắn liền với nông thôn Việt Nam. Đình là chốn tôn nghiêm, nơi thờ đức thành hoàng, người có công cứu quân đại giữ nước và có công khai cảnh lập này, cũng bao làng quê khác, nhân dân làng Văn Phong xã Đồng Thái đã bao đời gắn bó mật thiết với đình này, cùng với đất và con người Văn Phong được hình thành vào khoảng cuối thế kỷ 10 của bắt đầu một số dòng họ đến khai phá mở an cú, nay gọi là an cú,
đất đai mở rộng, dân cư phát triển, hình thành xóm Cú Đông, Cú Đoài, từ xóm Cú Đoài dần phát triển thành và tách thành làng Văn Phong ngày nay. Theo thần tả cả sắc phong, đình làng thờ thành hoàng này là ngày Cao Tuấn, hiệu là Bắc Ngạn, ngày có công giúp vua đánh giặc, cắt đê ngăn mặn, giúp dân sản xuất nông nghiệp, tạo lập nên làng Văn Phong trù phú như ngày hôm nay. Đồng thời cũng là nơi thờ tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đình làng được xem như là một thiết chế văn hóa của làng, với mong muốn từ dưới mái đình làng, mỗi dòng họ, mỗi gia đình, mỗi người dân cùng nhau đoàn kết tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống quý báu, xây dựng làng Văn Phong ngày càng giàu đẹp. Lễ hội đình làng Văn Phong di tích cấp thành phố được tổ chức thường niên hàng năm trong 3 ngày, vào ngày 13, 14, 15 tháng 2 âm lịch. Lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và quý khách thập phương, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, ăn quả những người trồng cây của dân tộc, tôn vinh những bậc tiền nhân có công tạo lập, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc của làng quê Việt Nam, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương. Lễ hội cũng là dịp sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa, là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, với mong muốn nguyện cầu cho toàn thể dân này được luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Qua các hoạt động của lễ hội, các thành viên trong các dòng họ, các khu dân cư trong làng thấy gần gũi, thân thiết nhau hơn, qua đó cũng để động viên nhau cùng đoàn kết phấn đấu cùng một cuộc sống tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, nhân dịp buổi lễ hôm nay, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, chính quyền, ban quản lý di tích xã Đồng Gái, cấp ủy, ban lãnh đạo thôn, ban vận động xây dựng làng văn hóa Văn Phong, xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của các cấp, các ngành trực tiếp là phòng văn hóa thông tin, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Xin trân trọng cảm ơn và tri ân những đóng góp tích cực về vật chất và tinh thần của ban vận động, ban quản lý di tích đình làng. Cảm ơn các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức đóng góp kinh phí của dân làng, cũng như những người con của Văn Phong đã đang học tập công tác ở Văn Phong quê trong suốt quá trình xây dựng, giữ gìn và phát triển di tích lịch sử đình làng và các hoạt động của đình làng trong thời gian tiếp theo. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa cả về tinh thần và vật chất để đình làng Văn Phong tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện các công trình ngày càng khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời duy trì và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho muôn đời sau. Xin được cầu nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người người khỏe mạnh, nhà nhà hạnh phúc, quê hương yên bình, ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, quý khách thập phương và sự hiện diện của các quý vị là nguồn cổ vũ động viên lớn lao góp phần cho lễ hội thành công tốt đẹp. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống di tích lịch sử cấp thành phố đình Văn Phong, xã Đồng Gái, Xuân Giáp Thìn 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai cụ, cụ Cao Xuân Hưởng và cụ Cao Văn Thủ đến đánh chống khai hội. Xin trân trọng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Thái, các ngành, các đoàn thể, hợp tác. Thank you.
Ban tổ chức trân trọng kính mời đoàn nhiều đại diện các cấp ủy, ban lãnh đạo thôn, ban quản lý xây dựng làng văn hóa thôn Văn Phong lên sân hương. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cấp ủy, ban Thank you.
giới thiệu và kính mời nhóm đảng viên nơi cư trú lên dâng hương. Kính chúc quý vị đại biểu, thưa ẩn lễ hội, sau phần dâng hương thành đoàn làng nhân dịp lễ hội truyền thống tình làng Bắc Phong tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, thay mặt các tổ chức xin trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương ở lại chúc bữa cơm đại đoàn kết chung vui cùng ngư dân làng Bắc Phong. Xin trọng cảm ơn. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các khách thập phương, kính thưa toàn thể dân làng. Sau phần lễ tổ chức khai hội đã xong, bây giờ đến phần là lễ nghi. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu toàn thể tham quan của Bắc Phong vào chuẩn bị thực sự nhiệm vụ của mình, phục minh đức thánh. Và xin thay mặt cho ban chỉ đạo xin cảm ơn các vị lãnh đạo, các vị đại biểu đã. Sự biên giữa chân sự quan
Đỉnh quang nhân